Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody dự báo kinh tế Nga sẽ bị suy giảm 3% trong năm nay do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Moody thì cũng dự báo là kinh tế Nga về trung hạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody cho rằng, để ổn định kinh tế, chính phủ Nga sẽ sử dụng chính sách tài chính phi chính thống như bơm tiền vào nền kinh tế. Hệ quả là đẩy lạm phát gia tăng gây bất ổn tài chính vĩ mô. Cũng theo Moody's, dù năm ngoái kinh tế Nga không giảm mạnh như dự báo, nhưng tốc độ suy thoái sẽ ngày càng sâu hơn do tác động tiêu cực từ các hạn chế đối với hàng xuất khẩu của Nga. Việc dầu và các sản phẩm của Nga bị EU, G7 và Australia áp mức giá trần sẽ bóp nghẹt nguồn thu ngoại tệ của Moscow. Ngoài ra, nếu sản lượng dầu của Nga sụt giảm thêm 5%, cũng sẽ khiến nguồn thu ngoại tệ sụt giảm hơn nữa. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga dự báo GDP nước này giảm 1,5% trong năm nay. Ngày 1 tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội của nước này sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch trước đó là vào ngày 14 tháng 5 tới đây và chỉ hơn sau 3 tháng sau trận động đất kinh hoàng khiến hơn 45.000 người thiệt mạng tại nước này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tiến tới cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 Năm ngoái, ông Erdogan nhiều lần khẳng định tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 6. Tuy nhiên, đầu tháng 1 vừa qua, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra sớm hơn một tháng. Sau trận đấu đất ngày 6 tháng 2 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ khả năng sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 18 tháng 6 như kế hoạch ban đầu hoặc là hoãn đến cuối năm. Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp tới sẽ là phép thử lớn nhất đối với ông Tayyip Erdogan trong 20 năm qua thực phẩm ở Anh đã tăng lên mức kỷ lục mới là 17,1% trong 4 tuần của tháng 2, theo số liệu mới nhất do công ty nghiên cứu thị trường Canta công bố hôm 28 tháng 2. Lạm phát lương thực ở Anh đang ở mức cao nhất kể từ khi công ty nghiên cứu Canta bắt đầu theo dõi các số liệu vào năm 2008. Một hộ gia đình trung bình phải cộng thêm tới 811 bảng Anh, tương đương 980 đô la vào hóa đơn mua sắm thông thường hàng năm và buộc phải thay đổi thói quen tiêu dùng giá thực phẩm tăng cao là vấn đề tài chính quan trọng thứ hai đối với người dân anh sau chi phí năng lượng Còn ta cho hay cứ bốn người mua sắm ở anh thì có một người đang gặp khó khăn về tài chính các gia đình ở anh đang phải đối mặt với tình trạng thắt chặt tài chính hơn trong năm nay khi mà chính phủ nước này cắt giảm hỗ trợ cho hóa đơn năng lượng hộ gia đình trong khi lãi suất thế chấp tiếp tục tăng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt Chính quyền Hồng Kông Trung Quốc công bố chiến dịch Xin chào Hồng Kông tặng nửa triệu vé máy bay miễn phí trong thời hạn 6 tháng cho khách du lịch. Việc tặng vé sẽ thông qua các hoạt động như là khuyến mãi, bốc thăm may mắn, mua một tặng một hay là trò chơi có thưởng từ ngày 1 tháng 3. 500.000 vé máy bay miễn phí dành cho du khách tới Hồng Kông, Trung Quốc trị giá hơn 254 triệu đô la được chia đều cho ba hãng hàng không Cathay Pacific, Hồng Kong Express và Hồng Kông Airlines vé được phân bổ thành 3 đợt, từ mùng 1 tháng 3 dành cho khách Đông Nam Á, từ mùng 1 tháng 4 dành cho công dân sống ở Trung Quốc đại lục và từ mùng 1 tháng 5 dành cho phần còn lại của thế giới. Du khách chỉ cần vào trang web Hồng Kông Airport, điền thông tin cá nhân và tham gia chương trình. Ngoài việc phát vé miễn phí, chính quyền cũng thông báo kế hoạch phát một triệu phiếu ưu đãi tiêu dùng tại các trung tâm tư vấn du lịch từ ngày 2 tháng 2. Mỗi phiếu có giá trị ít nhất 13 đô la Mỹ. Du khách có thể sử dụng voucher này để ăn uống, mua sắm, đổi quà. Und oh, corona